vô tình câu được con cá màu xanh kỳ lạ, thanh niên hú hồn vì mang về nhà nuôi. Một người đàn ông ở Berlin đang bắt được một con cá hết sức quái dị trong buổi dã ngoại của mình. Cụ thể, anh Colin cho biết, khi anh ta đang đi câu cùng gia đình vào cuối tuần ở ngoại ô thành phố, đã vô tình nhìn thấy một con cá kỳ lạ mắc vào lưới câu. Nó có chiều dài khoảng 50-70cm, với những viền màu xanh dương kỳ quái, xen kẽ với đốm đen dọc cơ thể. Thấy nó có ngoại hình dị nên người đàn ông đã quyết định đem nó về nhà nuôi. Và ngay sau khi thả nó vào bể cá thì anh ta nhận ra đốm xanh bắt đầu ẩn hiện chứ không còn rõ ràng như trước. Và thậm chí cách con cá săn mồi trong bể cũng khiến người đàn ông sởn gai ốc. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Họ bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc của con cá này. Có người cho rằng nó rất giống loài cá lóc ở Việt Nam. Nhưng theo các chuyên gia chơi cá thì con vật này lại thuộc dòng cá lóc bông mới đúng. Cá lóc bông hay còn gọi là Snakeset có nguồn gốc tại Thái Lan, là một loài cá nước ngọt. Họ cá quả, nó có thể đạt chiều dài 1,3 mét và khối lượng 20 kg. Nó sinh sống ở vùng Đông Nam Á. Đây là loài hung dữ nhất trong họ cá quả. Với đặc tính hung dữ và tập tính săn mồi rất mạnh mẽ, cá lóc bông đặc biệt thích những con mồi như spinner hoặc những con mồi phát ra âm thanh. Khi trưởng thành, vây trên lưng của cá lóc bông sẽ chuyển từ trắng đục sang màu xanh dương nhạt và đậm hơn ở dưới ánh nắng mặt trời. Tại Việt Nam, cá lóc bông sinh sống chủ yếu ở các khu vực nước thuộc hệ thống sông Cửu Long ở Nam Bộ và một số sông ở Tây Nguyên. Do kết quả của sự du nhập với con người, cá lóc bông hiện đã được báo cáo xuất hiện ở 7 bang Hoa Kỳ, ví dụ như Wisconsin, Maryland và Virginia. Do tập tính ham ăn uống của mình mà nó đã trở thành một loài xâm lấn ở nhiều quốc gia. Các bạn nghĩ sao về sinh vật này? Hãy comment cho tôi biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!